Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì ở trong cái video này mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn cái tình hình của Bitcoin trên chart tuần, cũng như là có một cái số những cái thông tin mình thấy là khá là quan trọng các bạn cần phải nắm được. Liên quan đến thứ nhất đó là Binance đang bị những cái nhà đầu tư ở Úc khởi kiện. Thêm vào đó là những cái thông tin liên quan đến cái việc sàn Kraken sẽ chuẩn bị tiếp bước sàn Coinbase để mà chuẩn bị được list trên một cái sàn giao dịch chứng khoán. Thì đây đều là những cái thông tin mà các bạn sẽ cần phải nắm được. Ngoài ra thì ở trong phần 2 của video thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái vụ scam phải nói là nổi đình nổi đám trong những ngày gần đây. Đó là liên quan đến cái đồng Titan token của tỷ phú Mark Cuban. Thì sự việc thực hư như thế nào các bạn hãy theo dõi tiếp cái phần 2 của video để có thể có được những thông tin. Trước khi đến với nội dung chính của video thì với các bạn nào các bạn đang giao dịch Margin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram của kênh của chúng ta. Thì mình có một nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như về phân tích kỹ thuật, thì bạn nào mà cảm thấy phù hợp các bạn có thể để lại thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới và sau đó sẽ có admin add các bạn trong cái nhóm này. Ngoài ra thì trong cái thời gian hiện tại thì sàn giao dịch LMT đang có một cái ưu đãi bonus có thể lên tới là 400 USDT dành cho những cái bạn đăng ký mới. Thế nên là những cái bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ về cái chương trình này các bạn có thể xem dưới cái phần mô tả hoặc các bạn có thể inbox cho các admin để mà có thể nắm được cái thông tin đó các bạn. Ok, quay trở lại với cả cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì đầu tiên là mình sẽ muốn update cho mọi người một chút về cái thông tin trên cái chart tuần. Trong ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy trong ngày hôm qua và ngày hôm nay Bitcoin cũng đang có cái sự sụt giảm. Tuy nhiên thì cái sự sụt giảm này nó vẫn đang ở trong cái vùng mà chúng ta đã sideways trong khoảng một tháng trở lại đây, tức là vùng từ 30 cho tới 40 ngàn, vẫn chưa thực sự là có cái sự bứt phá. Tuy nhiên thì hiện tại đã là ngày thứ bảy và trong 1-2 ngày tới, nếu như mà Bitcoin vẫn tiếp tục ở dưới hai cái đường EMA 9 và EMA 21 như mình đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm qua, thì đây thực sự nó là một cái tín hiệu không tốt trong một chút nào trên cái chart của thị tuần của Bitcoin. Bitcoin sẽ cần phải vượt qua được hai cái đường EMA này, tức là vùng tầm khoảng 40.000 đến 41.000 thì chúng ta mới có thể có được những cái cú hồi phục tăng trưởng mạnh hơn. Còn nếu không mà chúng ta vẫn tiếp tục sideways ở dưới hai cái đường EMA này thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta là những cái tuần tới của chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái sự điều chỉnh tương đối mạnh. Thế nên là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần cho cái điều này, cũng như là các bạn hãy theo dõi thật là kỹ những cái xu hướng ở trên chart tuần của chúng ta. Bởi vì trên chart tuần thì hai cái đường EMA này nó đã xuất hiện cái đường giao cắt, và cả hai đường EMA này nó đang đều hướng xuống bên dưới, và cái chart đồ thị của Bitcoin thì lại đang nằm dưới cả hai cái đường EMA này. Như vậy nó đang hội tụ đầy đủ những cái yếu tố cho thấy rằng là một cái đà điều chỉnh mạnh có thể sẽ xảy ra các bạn. Thế nên là các bạn hãy chú ý và quan sát kỹ những cái diễn biến giá của Bitcoin trong những cái tuần sắp tới. Trong ngày đầu tuần, ngày thứ hai tuần tới, mình sẽ có một cái video để cập nhật cho mọi người. Hy vọng là trong hai ngày cuối tuần chúng ta sẽ không có những cái đợt sụt giảm mạnh mà Bitcoin có thể hồi phục trở lại từ cái vùng hồi này, đúng không ạ? Thì mình sẽ cập nhật cho mọi người kỹ hơn trong cái video phân tích chart vào ngày thứ hai. Còn ở thời điểm hiện tại thì cũng có một số những cái thông tin tương đối là quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được. Thứ nhất, các bạn đều biết là trong cái ngày 19 tháng 5 vừa rồi, thị trường có một cái cú sụt giảm rất là mạnh và có những cái biến động lên tới 40 thậm chí là 50% giá trị của Bitcoin trên một ngày. Và cái thời điểm đó thì kể cả những cái sàn giao dịch lớn nhất thế giới hiện tại là sàn dịch Binance thì cũng đã có những cái sự cố, và bản thân mình cũng cảm thấy rất là khó chịu khi mà chúng ta không thể nào mà giao dịch, không thể nào mà truy cập được, không thể nào chuyển tiền được trong những cái sự kiện, những cái thời điểm quan trọng đến như vậy. Thì và trong cái thời điểm đó thì có một trader đến từ Úc có tên là Francis Kim, thì người này cho biết rằng đó là anh đã bị thiệt hại lên tới là 181.000 USD do cái sự cố kỹ thuật của sàn Binance trong ngày 19 tháng 5. Và Kim thì cũng đã có trao đổi với sàn Binance về cái vấn đề này, và sau khi hai bên đã có những cái cuộc thảo luận thì Binance có cái đề xuất đó là sẽ bồi thường Kim số tiền là 60.000 đô. Số tiền này thì chỉ bằng 1/3 cái số tiền mà anh đã bị mất mà thôi. Và vì thế thì Kim không chấp nhận cái lời đề nghị này của sàn Binance, và Kim đã kết nối với 10 người khác cũng gặp cái trường hợp tương tự như anh, và tổng số tiền thiệt hại của họ lên tới là 1,2 triệu USD, và họ quyết định là sẽ khởi kiện sàn Binance nếu như sàn Binance không bồi thường tiền cho họ. Thì tuy nhiên thì các bạn đều biết là luật pháp ở Úc thì cũng chưa có cái luật pháp nào chính xác để bảo vệ những cái nhà đầu tư crypto như là Kim. Thế nên là cái việc đòi lại tiền mình nghĩ rằng là cái điều cũng sẽ tương đối là khó khăn.
Và những cái sự kiện như thế này nó sẽ có cái ảnh hưởng khá là xấu đến uy tín của sàn giao dịch Binance, bởi vì Binance là sàn giao dịch lớn nhất thế giới ấy. Mà bởi vì cái lý do kỹ thuật mà lại khiến cho những cái nhà đầu tư mất số tiền lên tới hàng triệu USD. Thì nếu như sàn Binance không có một cái giải pháp hợp lý phù hợp cho cả đôi bên, và cái vụ kiện này nếu mà được nhiều người biết tới thì nó sẽ là một cái thông tin thực sự không tốt đối với Binance nói riêng và đối với cả thị trường crypto nói chung. Thì đây cũng chính là một trong những cái vấn đề mà bản thân chúng ta, một trong những cái vấn đề, một trong những cái rủi ro mà chúng ta phải đối mặt khi mà chúng ta tham gia vào những cái sàn giao dịch tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử hiện tại nó chưa có những cái quy chế, thế nên là họ thích làm gì thì họ làm, nói thẳng ra là như vậy. Kể cả khi mà người chơi giao dịch mà sàn giao dịch có lỗi gì đó mà dẫn đến cái việc là mất tiền của người chơi, thì thực sự là những cái trader cũng rất là khó để có thể đổi lại tiền từ những cái sàn giao dịch của họ, và họ cũng không biết tìm ai, cũng không biết kiện ai, đúng không ạ? Đây cũng sẽ là cái điều mà sẽ cần phải có cái sự cải thiện trong cái thời gian tới, và cái việc đưa ra những cái quy định phù hợp cho những cái sàn giao dịch mình nghĩ cũng là cái điều tốt cho những cái nhà đầu tư. Và bởi vì những cái sàn giao dịch hiện tại nó có đôi khi nó xảy ra những cái lỗi như thế này, thế nên là mình khuyên các bạn là không nên để quá nhiều tiền, không nên để quá nhiều tài sản trong một cái account giao dịch của các bạn, mà các bạn nên chia thành nhiều account khác nhau, hoặc là các bạn có thể chia thành nhiều sàn khác nhau để các bạn giao dịch. Tuyệt đối là các bạn không nên để một số tiền quá lớn trong một cái tài khoản, để chẳng may có cái vấn đề gì đó với cái tài khoản của bạn bị hack, hay là gặp cái sự cố kỹ thuật như là sàn giao dịch Binance vừa mới gặp phải ngày vào ngày 19 tháng 5, thì cũng không ai có thể giúp được các bạn đâu, đúng không ạ? Thì đây cũng chính là một cái lời cảnh tỉnh cho chúng ta, và chúng ta phải hết sức là cẩn thận khi mà giao dịch ở trên cái sàn giao dịch crypto. Ok, ngoài ra đó là những cái thông tin thực sự không tốt lắm đối với thị trường. Tuy nhiên thì trong những ngày gần đây, chúng ta lại có một cái thông tin bản thân mình cũng tương đối là cảm thấy vui mừng khi mà biết được cái thông tin này. Thì mình đã từng chia sẻ với mọi người là sau khi mà cái quốc gia El Salvador chấp nhận Bitcoin làm một loại tiền điện tử, thì mình đã chia sẻ rằng là những cái quốc gia khác có cái nền kinh tế kém chất phát triển sẽ từng bước theo chân các quốc gia này. Và quả thật là như vậy, đã có một quốc gia đến từ Nam Mỹ cũng đã có ý định là tiếp bước El Salvador để mà hợp pháp hóa Bitcoin, và quốc gia đó là Paraguay. Thì cụ thể là một quan chức của Paraguay, đó là ông Herman, đã đề trình một cái dự luật về Bitcoin trong tháng 7 tới. Và cái dự luật này sẽ có thể đưa Bitcoin trở thành đồng tiền pháp lệnh của quốc gia này. Trước đó thì ông Herman cho biết rằng là chính phủ nước này đã triển khai những cái dự án liên quan đến Bitcoin và PayPal. Và theo cái hiểu biết của mình ấy, thì Paraguay là một trong những cái quốc gia thiếu lợi thế về cạnh tranh, về địa lý cũng như là về kinh tế của họ thì cũng không có gì là quá nổi bật. Và ngược lại, họ còn khá là phụ thuộc vào những cái quỹ tiền tệ quốc tế, ví dụ như IMF hay là Ngân hàng Thế giới. Đây là hai cái tổ chức tài chính có cái trụ sở tại Mỹ, chi phối những cái nền kinh tế kém phát triển. Và việc đưa Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp thì sẽ giúp cho cái quốc gia này sẽ bớt phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ hơn. Bên cạnh đó thì cũng sẽ huy động được vốn một cách dễ dàng hơn, cũng như là tạo ra một cơ hội mới để phát triển kinh tế. Và Paraguay thì có một cái lợi thế, đó là cái đất nước này ấy, họ đang sở hữu một cái nguồn năng lượng điện rất là dồi dào. Và đây có thể coi như là một cái điểm mạnh mà mình nghĩ rằng là khá là hứa hẹn đối với Paraguay, và nó sẽ có thể là thu hút được rất nhiều những cái mỏ đào ở trên thế giới quy tụ hoạt động tại nơi này, khi mà những cái chính sách tại những quốc gia lớn như Trung Quốc, như là Mỹ đang có vẻ như là không ủng hộ cho vấn đề đào Bitcoin, thì những cái quốc gia có cái nguồn năng lượng điện rẻ như Paraguay sẽ chính là những cái điểm đến của những cái mỏ đào lớn, và do đó thì đây cũng chính là một cái cơ hội để cho cái quốc gia này phát triển. Đó, tóm lại thì đây là một cái thông tin rất là tốt đối với tình hình thị trường chung. Hiện tại chúng ta không còn bàn tán xôn xao về cái vấn đề đó là công ty nào hay là quỹ đầu tư nào sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, mà chúng ta đang nói về vấn đề đó là quốc gia nào sẽ sử dụng Bitcoin là cái phương tiện thanh toán, đúng không ạ? Và đây đang là một cái bước tiến rất là lớn so với cái thời điểm cách đây từ 3 cho tới 4 năm, khi mà rất là ít người công nhận Bitcoin, thì bây giờ đã có một số những cái quốc gia đã bắt đầu nghĩ đến cái việc công nhận Bitcoin rồi. Và mình nghĩ rằng trong tương lai dài 5-10 năm sau, cái việc này sẽ tiếp diễn và sẽ còn nhiều quốc gia sẽ chấp nhận và ủng hộ crypto hơn. Thì đây cũng là cái điều mà chúng ta rất là chờ đợi, đúng không ạ? Ngoài ra thì có một cái thông tin tiếp theo mà các bạn cũng sẽ rất phải quan tâm. Đó là các bạn đều biết là trong thời gian vừa rồi thì sàn Coinbase là sàn giao dịch crypto đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Và trong thời gian tới chúng ta sẽ có thể là chứng kiến sàn giao dịch crypto thứ hai được lên sàn chứng khoán Mỹ, đó chính là sàn Kraken. Thì tuy nhiên thì có một cái điểm khác biệt của cái việc là listing cái cổ phiếu của sàn Kraken lên sàn chứng khoán Mỹ, đó là nếu như mà Coinbase thì họ sử dụng cái hình thức gọi là direct listing, thì sàn Kraken lại sẽ sử dụng cái hình thức là IPO. Thì cái hình thức IPO là có một cái lợi thế, đó là có sự tham gia của những cái ngân hàng,
Và điều này sẽ có lợi là bởi vì những cái ngân hàng ấy, họ sẽ có những cái nghiệp vụ để mà tạo nên cái sự sôi động trước khi mà cái cổ phiếu này được niêm yết. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có nhiều người mua cổ phiếu ở trong thời gian đầu và sẽ không thể nào bán được cái cổ phiếu của họ ngay. Do đó thì giá cổ phiếu sau khi mà IPO sẽ không có sự sụt giảm quá mạnh. Và mình nghĩ rằng là CEO của sàn Kraken đã có một cái bài học đắt giá từ cái việc listing sàn Coinbase lên trên cái sàn chứng khoán Mỹ. Khi mà listing bằng cái phương pháp direct listing xong ý, thì giá trị của Coinbase đã bị tụt giảm tương đối mạnh, là từ 68,1 tỷ USD xuống hiện tại chỉ còn là 47 tỷ USD. Và thế nên là mình nghĩ rằng là CEO sàn Kraken đã cân nhắc về cái vấn đề hình thức IPO có thể là sẽ phù hợp với họ hơn. Và nếu như mà Kraken lên sàn một cách thành công, đấy nó sẽ tạo nên một cái xu hướng tham gia thị trường chứng khoán của những cái sàn giao dịch crypto. Thậm chí về lâu về dài thì nó còn có thể tạo ra được một cái xu hướng giao dịch những cái mã chứng khoán ở trên những cái sàn tiền điện tử. Đây sẽ là một cái hình thức mà mình nghĩ rằng là những cái nhà đầu tư phố Warren sẽ quan tâm, thay vì họ trực tiếp mua những cái đồng coin thì họ có thể mua một cách gián tiếp như vậy. Mặc dù vậy thì cái việc này nó đang gặp tương đối là nhiều những cái vấn đề về pháp chế. Và hiện tại các bạn đều biết là như sàn giao dịch Binance, họ vẫn đang cố gắng là listing những cái mã cổ phiếu bằng cái dưới hình thức token lên sàn giao dịch của họ, nhưng mà đang gây khá là nhiều tranh cãi, và mình nghĩ rằng nó cũng sẽ cần thời gian để mà có thể hợp pháp hóa được cái vấn đề này. Tuy nhiên, nếu mà trong tương lai cái điều này thành hiện thực thì nó sẽ là một cái cổng kết nối giữa những cái nhà đầu tư truyền thống có thể đầu tư vào cái thị trường crypto một cách dễ dàng cũng như là một cách an toàn hơn. Ngoài ra thì bên cạnh cái việc mà đầu tư cổ phiếu của những cái sàn giao dịch ý, thì hiện tại những cái nhà đầu tư truyền thống họ còn có một cái lựa chọn khác để mà đầu tư vào thị trường điện tử, đó là họ sẽ đổ vốn vào những cái ngân hàng mà những cái ngân hàng này đang đầu tư vào thị trường crypto. Trong những cái video trước thì mình cũng đã có đề cập đến các bạn một cái thông tin, đó là ngân hàng Goldman Sachs hiện tại đang cung cấp những cái sản phẩm hợp đồng tương lai của Bitcoin cho khách hàng. Và cái thông tin mới nhất cho biết đó là Galaxy Digital, một trong những cái công ty rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực crypto, cũng đã trở thành đối tác của Goldman Sachs và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cái tính thanh khoản cho những cái sản phẩm hợp đồng tương lai của ngân hàng này. Goldman Sachs thì cũng đã tung ra cái sản phẩm tương tự cho Ethereum, và họ thì đang lên một cái kế hoạch để mà vận hành cái quỹ ETF crypto này trong tương lai. Thì từ những cái thông tin này chúng ta có thể thấy rõ ràng là những cái hành động của ngân hàng đang hoàn toàn trái ngược lại với những cái quan điểm của họ. Goldman Sachs này thường xuyên lên tiếng không ủng hộ thị trường tiền tử. Mới ngày hôm qua thì ngân hàng này còn khuyên những nhà đầu tư là không nên đầu tư vào loại tài sản này, đúng không ạ? Vậy mà chỉ sau có một ngày thôi thì chính họ lại là mở rộng cái mảng đầu tư của họ vào cái việc đầu tư vào hợp đồng của tương lai của Bitcoin. Đó chính là cái sự mâu thuẫn trong cái lời nói cũng như là hành động của những cái ngân hàng. Thì xét cho cùng thì những cái ngân hàng cũng là những cái tổ chức tài chính, và họ cũng sẽ kiếm lời bằng cái việc đó là phục vụ và cung cấp ra những cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và thị trường thôi. Bản thân mình thì đã chứng kiến có những cái ngày mà thị trường Bitcoin sụt giảm bởi những cái bài báo liên quan tới những cái việc ngân hàng này, ngân hàng kia đưa ra những cái quan điểm không tốt về thị trường, gây ra những cái tâm lý hoang mang cho những nhà đầu tư. Đây thực sự là một cái sai lầm rất là lớn, bởi vì chúng ta nên có những cái sự phân tích đa chiều, và chúng ta phải nhìn được xem là những cái ngân hàng họ thực sự là họ muốn gì, họ cần gì, thì qua đó chúng ta mới có thể phân tích nó chính xác được, đúng không ạ? Ok, thì đó là những cái thông tin quan trọng liên quan đến thị trường trong những ngày gần đây mình muốn cập nhật cho mọi người. Còn ở trong cái phần 2 của video thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vụ scam liên quan đến cái vị tỷ phú Mark Cuban. Các bạn phải xem cái video phần 2 để các bạn được cập nhật những cái thông tin này, và qua cái vụ scam này thì chúng ta rút ra được cái bài học như thế nào, đúng không ạ?